đi dạo trong rừng bất ngờ đụng trúng người sói bí ẩn. Gina Weiss và Toby đã dùng điện thoại di động chụp được một bức ảnh người đàn ông không mặc quần áo, lông rậm rạp ngồi trên một tảng đá trong khu rừng ở Đức. Hình ảnh này làm dấy lên nghi vấn đó là người sói. Trong lúc đi bộ dưới các hang động sa thạch ở vườn quốc gia Harz, miền Bắc nước Đức ngày 22 tháng 8, Gina Weiss, 31 tuổi và Toby, 38 tuổi, đã vô tình nhìn thấy hình ảnh một người đàn ông không mặc quần áo, lông rậm rạp ngồi trên một tảng đá và cầm một vật giống ngọn giáo. Do đó, họ đã lấy điện thoại di động chụp lại người đàn ông kỳ lạ và nghi là người sói. Chia sẻ về bức ảnh trên, bà Weiss cho hay, chúng tôi đã nhìn thấy một người sói khi đến hang động sa thạch. Anh ta đứng trên đỉnh của một hang động và cầm một thứ dài giống như ngọn giáo. Theo lời kể của bà Weiss, người sói khoảng 40 tuổi đã nhìn thấy bà và Toby. Người đàn ông bí ẩn đó không rời mắt khỏi họ và không nói một lời. Sự việc này diễn ra trong khoảng 10 phút. Bà Weiss cho hay, người đàn ông đó trông khá hoang dã và hành xử giống như một người sống ở thời kỳ đồ đá. Đây không phải là lần đầu tiên dư luận Đức xôn xao trước thông tin về sự xuất hiện của người sói. Các nhà chức trách cho biết đã nhận được nhiều báo cáo trong hơn 50 năm qua về một sinh vật bí ẩn có hình dáng giống người, toàn thân phủ lông rậm rạp giống người sói xuất hiện trong khu rừng. Trong số này, vào tháng 3 vừa qua, một người đi bộ sợ hãi đã gọi cảnh sát để yêu cầu giúp đỡ sau khi phát hiện ra một người sói đang chạy xung quanh. Alexander Beck, người đứng đầu đội cứu hỏa Blackburn cho rằng rõ ràng đã có người nào đó sống ngoài thiên nhiên và hoàn toàn có thể thích nghi với điều kiện thời tiết thay đổi theo mùa. Trong khi đó, một tình nguyện viên của lực lượng cứu hỏa địa phương chia sẻ với Telegraph rằng giả thiết người sói là vô lý và bức ảnh trên có thể chỉ là một trò đùa. Nguyên nhân là bởi khoảng 1/3 lãnh thổ nước Đức là rừng rậm, vậy nên nhiều giai thoại, truyền thuyết về các sinh vật kỳ bí bao gồm người sói có thể được con người tạo ra. Thực tế cũng chứng minh, đến nay giới chức trách vẫn chưa tìm được bất cứ bằng chứng khoa học nào giúp chứng minh người sói có thật. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi, bình luận và đăng ký kênh Tin Nóng Mỗi Ngày để cập nhật thêm nhiều tin tức mới nhất.